Cách đây không lâu, một loài nấm trong Minecraft đã phát triển và bắt đầu ký sinh vào cơ thể của vật chủ. Vật chủ sẽ bị mất kiểm soát và điên cuồng lây nhiễm nấm ký sinh, rồi từ đó phát triển thành những cá thể cao cấp hơn với sức mạnh tăng gấp đôi. Và tất nhiên, khả năng lây lan cũng sẽ tăng theo. Thế là nguồn cơn của một đại dịch kinh khủng đã bắt đầu. Liệu rằng Lộc có thể sinh tồn và sống sót như thế nào? Lộc có thể đẩy lùi được đại dịch hay sẽ bị quân đoàn nấm ký sinh bao vây và sơ tái? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong hành trình Đại dịch nấm ký sinh. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Đại dịch nấm ký sinh. Và căng rồi các bạn. Ôi trời, các bạn cũng thấy rồi đó. Những cái tên quái vật nhiễm nấm ký sinh này bắt đầu xuất hiện bên trong căn cứ của mình. Ui dồi, con này. Ây da, ôi. Con nó khó chịu chứ cơ. Nó bắn mình liên tục các bạn. Ây. Trời đất ơi. Và còn một điều tệ hơn nữa là khu vực bên kia bây giờ nó đã phát triển và nó tạo thành một cái kén khổng lồ rồi các bạn ạ. Giống như là khu vực cũ mà mình từng ở cũng có một ổ dịch giống như vậy. Không ngờ điều tồi tệ này lại đến nhanh tới như vậy luôn á các bạn. Thất thủ rồi, thất thủ rồi. Thế nên là... Ui dồi, chưa đâu còn có con này nữa nè. Yêu. Nó xuất hiện kế bên cái chỗ mình luôn. Và cái đầu của nó thì thò vô cái căn cứ của mình các bạn. Ui ui. Tên đầy đủ của nó là Gazen Breacher. Thằng... Đúng rồi. Ngươi thò cái đầu ra đây. Thò cái đầu ra. Ta xử ngươi liền. Nó đang bị mắc kẹt vô cái hàng rào nhà mình các bạn. Nên là nó không có cựa quậy được nhiều ha. Thò cái đầu vô. Thò cái đầu vô. Xử gọn nó lẹ. Cũng may là nó không có đủ khả năng để nó phá cái bức tường bằng hàng rào sắt của mình á. Chứ không thôi là mệt mỏi. Mình sẽ không có chống cự được nó nếu mà nó càng vô trong đây đâu các bạn. Yêu. Trong cái rủi còn có cái hên á. Ok. Ui. Nhưng mà khi nó ngẫm thì nó sẽ phát nổ và có thể phá hủy được hàng rào của mình nha. Ôi, mình phải nhanh chóng đi vá lại thôi các bạn ơi. Hoàng đất ơi. Và các bạn coi ở phía dưới căn cứ của mình kìa. Nấm. Toàn là nấm ký sinh luôn. Yêu. Ui, cẩn thận. Con Ferret đó giống như con Ferret nổ vậy đó. Biết ngay mà. Phải vá chỗ này lẹ các bạn ơi, không thôi là toang đấy. Thiệt tình luôn. Và các bạn có nhận ra cái gì không? Đó chính là mình đã nâng cấp được một chút về cái căn cứ của mình bằng cách là mình đã ốp thêm hắc diệm thạch ở phía dưới các bạn ạ. Nói chung thì như vậy thì sẽ khiến cho cái khu vực mình nó kiên cố hơn á. Và đồng thời cái hàng rào mình cũng dời ra phía bên ngoài ha. Đó. Như vậy thì khả năng bọn chúng áp sát cũng sẽ khó chịu hơn. Muốn vô trong mình phải qua được cái lớp hắc diệm thạch và cái lớp hàng rào trước ha. Và cơ bản thì chỗ này mình cũng mở rộng ra. Và ở đây nó có cái lỗ. Dự tính mình sẽ nâng cấp căn cứ của mình. Nó có thêm một cái khu vực ở trên cao nữa các bạn ạ. À. Nhỡ mà ở đây thất thủ, mình sẽ có khu vực trên cao mà phòng thủ tiếp ha. Tại vì mình đã chọn cái cách đó chính là ở lại đương đầu với đại dịch các bạn. Không có chạy trốn ha. Nhưng mà tình hình mình phải lo cho mình trước rồi đó. Rồi muốn đương đầu đại dịch như thế nào đó thì đương ha. Rồi, ngủ một giấc. Sáng dậy, việc đầu tiên mình làm là mình sẽ hạn chế sự xuất hiện của bọn chúng. Bằng cách là chế tạo một cái được gọi là Mega Torch. Cái đuốc Mega này thì nó sẽ hơi mắc một xíu. Hai viên kim cương cho một lần chế tạo. Nhưng mà nghe đồn, nó sẽ hạn chế được sự xuất hiện của những con quái vật đó các bạn ạ. Nên là mình cũng muốn thử một xíu ha. Thôi coi có hiệu quả hay không. Để mình đổi thêm một ít cái khối vàng cái đã. Móc những cây đuốc trong ba lô mình ra. Và nâng cấp nó lên thành Mega Torch. Đây, được 3 cây các bạn. Wow. Và với cây đuốc khổng lồ như vậy thì mình sẽ cắm ở ba góc ha. Đầu tiên là khu vực rìa của căn cứ mình nè. Đây một cây. Sau đó ở chính giữa căn cứ. Một cây. Và ở cuối căn cứ thêm một cây nữa. Ok, rải đều ra các bạn. Hả? Toilet mau. Ê. Nó xuất hiện ngay cái chỗ của mình luôn kìa. Nó dính vô hàng rào á nên là nó cũng đang bị mất máu từ từ. Để tiêu diệt nó nhanh hơn. Mình sẽ bắn lựu đạn vô. Đó. Banh sát liền. Này thì flat mau.
Giờ sáng mình ra ngoài mình nhìn kỹ thì thấy nó kinh dị thiệt các bạn ơi. Tính ra cái khoảng thời gian mà nó hình thành cái đó chắc đâu đó có vài ngày các bạn ạ. Tại vì trong lúc mà mình ấy, đập vỡ rồi gắn thêm hắc diêm thạch á, là bọn chúng đã thành công tiến hóa và tạo xong cái kén á. Tiếc là lúc đó mình không ghi hình lại cho các bạn xem kịp cái quá trình đó. Kinh dị thiệt chứ. Rồi, sau khi đã có được Megatod thì mình sẽ tiến tới công việc chế tạo món đồ thứ hai mà mình nghĩ cũng cần thiết. Đó chính là một cái vũ khí nó tốt hơn cây saber của mình. Mặc dù thì nó cũng rất là tốt, tuy nhiên thì bây giờ nếu mà đánh nhau với bọn quái vật nhiễm nấm ký sinh thì có vẻ nó không đàn áp được bọn chúng nữa rồi các bạn. Và lựa chọn của mình sẽ là một món vũ khí trông sẽ uy lực hơn. Đó chính là một cây chùy bằng những cái món đồ mà bọn chúng rơi ra ha. Công thức không quá khó đâu. Đầu tiên mình sẽ làm cái Living Core trước nè. Tiếp theo sẽ làm thêm Fleshy Bone cũng như là Hardened Pine. Ok, và một ít cái Fleshy Claw nữa. Alright, vậy là mình đã gần như là đủ công thức để chúng ta làm ra được cái Infected Mace. Ok, chùy ha. Và coi kìa, sát thương của nó là 25 các bạn. Tầm đánh thì cũng tương đối xa. Mặc dù có một cái nhược điểm là tốc độ đánh hơi chậm một xíu ha. Nhưng mà bù lại thì sức tấn công cực cao như vậy mình nghĩ sẽ đủ để chúng ta đàn áp bọn quái vật nhiễm nấm ký sinh. Rồi mình thử luôn á. Kẹo xuồng qua đây xử một con coi. Mình thấy con đi lẻ bên này nè. Qua mình xử nó cái. Đây con này. Dám áp sát căn cứ của ta hả? 100 máu. Ui cái này nó đánh để lùi dữ luôn các bạn ơi. Cái này là chui enchant đó nha. Ây da, đó. Các bạn để không? Mình đánh một cái là nó đẩy lùi xa dữ luôn á. Nó sẽ giúp mình giữ khoảng cách an toàn các bạn. Này thì lại gần. Chưa enchant mà nó đầm mạnh như vậy rồi. Đã thiệt sự. Ui dồi. Khoan, mình ăn vô cái. Bọn này tới số với mình. Hôm nay có hàng nóng mới các bạn. Rồi, và mới có hàng nóng thế nên là mình sẽ vô trong và enchant nó lên các bạn. Để cho nó tốt nhất có thể ha. Xíu nữa nhỡ mà có tình huống là chúng ta sử dụng liền. Ui. Ây da. Con Ferret. Fayret hả? Lấy cái chùy đập nó. Quýnh cho nó dính dách luôn. Này thì Fayret nè. Chóng dán mặt mày chứ cu. Ok. Vô trong nâng cấp cho nó các bạn ơi. Tất nhiên là maximum. Ôi, vô một khoan. Trời. Bắt đầu nấm ký sinh nó mọc tàn lan ở trong căn cứ mình rồi kìa các bạn ơi. Trời ơi, nấm này không đập được nữa chứ. Eo. Toan rồi. Ê. Lấy đuốc đặt vào thì nó mất cái nấm các bạn. Ok, vậy thì tốt. Không cho đập thì ta cắm đuốc vô. Rồi, tạm thời thì tương đối là sạch nấm rồi ha. Thôi enchant lẹ nè. Rồi vô đây. Và lần này mình sẽ không lấy hại thay ma mà mình sẽ lấy sắc bén thêm các bạn. Có rất là nhiều bạn khuyên mình nên lấy dòng sắc bén này để tăng sát thương nè. Rồi tất nhiên là mình sẽ ép hết những cái dòng mà nó có thể ép vào ha. Ui nhưng mà đẩy lùi nó lại văng xa lắm luôn á. Thiệt. Thử coi. Nhạt luôn nè. Ok, tốn 32 cấp độ. Tổng phiên. Ồ, bây giờ đánh chắc nó văng cỡ thêm 10 block á các bạn à. Không đùa đâu, mình thử nha. Ôi trời. Nó chưa kịp văng nữa các bạn, nó ngẫm luôn. Wow. Tôi công nhận ép sắc bén vô kết hợp với sức mạnh của cây chùy này. Thì thật sự, đây là một món đồ để mình đi săn quái vật nhiễm nấm ký sinh nè các bạn. One shot bọn chúng luôn. Nè, à, con kia định bơi qua đây à. Định bơi ra đây hả? Ok. Tạm thời thì căn cứ của bọn chúng bên kia chưa có càng qua mình các bạn. Nhưng mà mình nghĩ không sớm thì muộn bọn chúng cũng sẽ càng qua đây thôi. Ui. Thích như nào? Wow. Công nhận ép sắc bén vô. Khác bọt thiệt các bạn ơi. Vũ khí này mạnh thiệt. Yes. Đã có đồ để chống chế bọn chúng lại rồi. Giờ thì mình sẽ lo cho cái căn cứ của mình một xíu ha. Và như đã nói nãy, mình dự tính là chúng ta sẽ xây căn cứ lên trên cao các bạn à. Thế nên là bây giờ mình sẽ cần có một cái để mình có thể đi lên đi xuống một cách nhanh chóng á. Và lựa chọn của mình chắc sẽ là một cái gọi là thang máy đi. Công thức của nó thì cũng khá rẻ các bạn. Mình sẽ cần có một ít cái khối len ha. Đây, có luôn. Sau đó thì mình sẽ lấy thêm ngọc Ender. Tầm 2 cái thôi. Rồi, và cho vô chính giữa, len xung quanh. Vậy là chúng ta sẽ làm được cái cục thang máy rồi ha. Một trên một dưới. Rồi, cái dưới mình đặt trước nè. Giờ thì mình sẽ còn trèo cao tít lên trên á. Và để chắc cú hơn nữa thì chắc mình sẽ dùng những cái thủy tinh cường lực này các bạn. Để đảm bảo an toàn cho cái khả năng đi lên đi xuống của mình á. Rồi, đặt thành hình cái ống giống như vậy. Hả?
và cao tới lên trên thôi. Ui ui, cẩn thận cẩn thận. Ui Thánh Thần ơi. Ê, hồi nãy mình mới nói bọn chúng không kéo lại đây, vừa dứt câu luôn á. Bọn chúng bắt đầu rình mò qua đây rồi, định lăm le xâm lược cái căn cứ mình hay sao á. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ là cũng khá là kiên cố các bạn ạ. À, bọn chúng muốn vô hơi bị khó đấy. Trừ cái con mà bự bự hồi nãy á, nó nổ thì sẽ bể cái hàng rào sắt, chứ mấy con kia thì khó mà làm bể cái căn cứ mình lắm. Ừ. Và có nhiều bạn á gợi ý cho mình là nên cho thêm nước vào nữa để chống lại những con phát nổ á. Mình thấy ý kiến nó cũng hay nha. Một xíu có khi là mình xuống dưới mình đổ thêm nước các bạn, ở phía trên này nè, để chặn cái tình huống mà nó phát nổ cái hàng rào sắt của mình ha. Nhưng trước mắt thì để mình tập trung mình xây cái đường ống dẫn lên trên cao cái đó. Tại mình không thể nào mà lắp được cái ô này lại các bạn. Lắp lại thì cái thang máy sẽ không có hoạt động được á. Nên là mình mới làm một cái đường ống cao như vậy nè. Và dự tính là mình sẽ đi lên cao tầm ô 100 á. Ở cỡ đó hoặc là cao hơn cái kén bên kia ha. Là được. Mình sao mà thua bọn chúng được. Mình hay hơn thua lắm. Nhất là cái bọn mà đã bán hành cho mình, gây khó chịu cho mình nữa. Mình không dễ dàng để bọn chúng lấn nước mình nữa đâu. Phải trỗi dậy các bạn ạ. Ôi dồi, nhưng mà bọn chúng ngày càng quá đáng các bạn ơi. Hình như bọn chúng lây lan trên đất liền. Chán chê, bây giờ bọn chúng ra ngoài đi săn cá bay kìa. Rất là miệt mài săn cá bay nha. Thiên đất ơi. A few moments later. Ok. Và sau một lúc thì mình thấy mình cũng đã cao lắm rồi đó các bạn ạ. Trên này nhìn xuống thấy mấy cái con quái vật nhiễm nấm ký sinh, nó có tí tẹo luôn á. Chắc là mình sẽ bắt đầu mở rộng ra và làm cái phần sàn được rồi ha. Nhưng trước hết để mình đặt cái khói thang máy xuống và... Đó. Các bạn thấy nó tiện không? Mình thì thấy cực kỳ tiện luôn. Lên xuống trong vòng một nốt nhạc rồi các bạn ơi. Ok. Nhưng các bạn đợi mình xíu. Mình sẽ xử bọn này. Láo nháo. Ở đây. Cho ăn một chùy liền. Trời, con này trâu vậy. Yêu. Bọn chúng ở bên ngoài cái căn cứ mình quá nhiều các bạn ạ. Nhưng mà phải công nhận là cây đuốc chà bá lửa này cũng có công dụng ha. Hồi nãy giờ không có con nào xuất hiện bên trong nữa các bạn ơi. Tín hiệu tốt nha. Ê ê. Hả? Trời trời trời. Ở đây bị hở các bạn. Tí xíu nữa thì toan rồi. Thôi mình phát hiện kịp. Yêu. Thôi đi ngủ đi ngủ đi ngủ. Sáng dậy lên trên chúng ta sẽ mở rộng cái căn cứ thứ hai của mình ha. Tốc độ nè. Thời gian là vàng là bạc các bạn ơi. Lúc đầu á, mình tính chỉ cần ốp những cái slab thôi các bạn. Nhưng mà mình nghĩ ở căn cứ dưới mình đã... Ê, ê, cái gì á? Ê! Cái quần đùi gì vậy? Ủa? Ơ kìa! Hả? Ủa sao dưới nhiều quái vật nhiễm nấm ký sinh vậy? Rồi luôn rồi. Mẹn đất ơi. Mình thất thủ rồi các bạn. Mất rồi, mất luôn căn cứ rồi. Coi kìa. Oh my gosh. Không, căn cứ của tôi mà. Ủa bây giờ lắc luôn rồi các bạn. Mình không đi thang máy xuống được luôn rồi. Bọn chúng chặn cái thang máy mình luôn hay sao rồi. Oh shit. Là thật. À, gài xuống lựu đạn. Ta liều với các người. Bọn khủng kiếp. Ăn lựu đạn. Ơi trời. Liều với các người luôn. Xâm chiếm căn cứ của ta hả? Mình không chịu thua đâu. Trả căn cứ cho ta. Tên này, lại đây cho ăn một chùy liền. Tên nào láo nháo? Láo nháo là một chùy. Cây red hả? Cây red nè. Gài đạn, gài lựu đạn lại. Ăn lựu đạn đi bọn khốn kiếp. Chưa chưa. Mình cần phải nóc thêm mấy cái ổ bánh mì các bạn. Đầu tiên hồi phục nè. Tiếp theo là đào nhanh. Rồi tới sức mạnh. Tới củ kẹo rồi. Xác định các ngươi. Con Ferret là con đầu tiên. Thì giờ có mấy con Reaper gì nữa nè. Ui mấy con này nó nổ quá. Trời đất ơi. Này thì nổ hả? Định dùng chiến thuật ôm bom cảm tử hay gì? Ui da. Khó chịu thật. Nè nè nè, nguyên một chùm ở đây nữa nè. À, thích ăn chùy hả vậy? Một chùy là đi nha mấy cu. Này thì giang hồ biển nhiễm nấm ký sinh.
Còn tên này nữa, lại đây. Bước vô đây, bước vô đây. Ôi trời. Ôi. Ui sao nó cắn đau vậy? Bây giờ bọn chúng tăng sức mạnh hay sao rồi? Bọn chúng cắn đau dữ thằng luôn á các bạn ơi. Không, không đùa được, không đùa được. Cho bọn chúng ăn lựu đạn thôi. Này thì giỡn mà. Mà bước vô đây. Cho ăn chạy liền. Thất thủ rồi. Hôm nay vừa thất thủ mà vừa bị ăn hành nữa. Combo 2 trong 1 luôn á trời. Trời ơi, bọn chúng bây giờ chuyển sang đi săn cá heo nữa kìa. À, cái quân ác ôm này. Bắn các ngươi nè. Quân ác ôm. Gì đây, gì đây, gì đây? À, định gần gần ha, thò thò cái tay. Dịnh cái chân tôi hay gì? Trời đất ơi, cô cơ. Ê, tính ra cái Megatod bây giờ nó không có tác dụng luôn rồi đó các bạn à. Cái đuốc thần thánh của mình bây giờ là phế luôn rồi. Eo ơi, cứ tưởng có cây đuốc đó là căn cứ mình sẽ ổn, nhưng không, bọn chúng vô đập luôn cái thang máy của mình luôn mà. Cho nó cẩn thận. Quân ác ôn này, trả cái thang máy cho ta. Chưa mày chơi đập thang máy gì đó. Chưa. Thánh thần ơi, nó phá nát cái ba lô mình luôn rồi. Yêu gia tài của mình trong đó mà nó cay thật. Ôi trời, gọi luôn, đánh nhầm heo luôn rồi. Trời đất ơi, cái ba lô của mình hình như mất thiệt rồi các bạn à. Nó phá nát cái ba lô luôn. Ôi no, quá trời khoáng sản của mình bên trong luôn á. Ôi xong rồi, mất trắng rồi. À, cay thật chứ. Sao tự nhiên xui dữ trời. À vậy nó còn để lại vài cái xác ở trên nữa cơ, để chuẩn bị lây lan đại dịch nấm tiếp á. Thôi vậy là giờ mình chỉ còn nước là đi lên trên sống thôi đó các bạn à. Thiệt sự dưới này là không sống được nữa rồi đó. Bọn chúng gì sao mà mình ha, trụ nổi. Tự nhiên cái bây giờ mình thành hộ nghèo luôn rồi các bạn. Nó treo thiệt sự luôn á các bạn à. Sự tình cũng đã lỡ xảy ra rồi, giờ chỉ gán cày cuốc lại thôi. Hết cách rồi các bạn à. Ui da, mình bị hiệu ứng điên điên cuồng cuồng này. Lâu lâu cái nó xuất hiện, cái nó dọa mình cái rồi nó biến mất các bạn. Cây cứu thật sự luôn á. Đi chỗ khác đi. Bực rồi đó. À sẵn tiện, nâng cái ba lô mình đang giữ một vài đồ mà mình hay dùng lên cấp độ cao hơn hết các bạn. Tại cái ba lô này là ba lô dơi á, khá là tốt nên là mình sẽ nâng cấp nó lên luôn. Lên cấp sắt rồi đúng không? Cấp vàng. Cũng như là cấp kim cương. Giờ thì mặc nó vô. Ui. Oh my gosh. Báo thủ tới các bạn ơi. Ý, giọt lẹ trước khi mà nó bắn vô đây. Cái xuồng, mình cần cái xuồng. Ây da. Báo thủ thứ dữ tới. Kìa kìa, nó nổ dữ kìa. Hả? À, nó có thể bắn nổ ngay cả ở dưới nước luôn hả? À. Vậy là nước không chống được vụ nổ của nó các bạn ơi. Ý. Ui hình quá, nó không bắn tới mình. Oh my gosh. Ok, không trúng, không trúng. Ui sao nó càng nhanh vậy? Hợp lặng, hợp lặng. Chỉ mong là nó đừng bắn thẳng vô đầu mình thôi. Headshot đó các bạn à, không đùa đâu. Ừ, nó nổ kìa, nổ kế bên mình luôn kìa. Oh my gosh. Kinh thì chứ. Lên đất liền đi, lên đất liền có gì ha. Mình nhào lộn các thứ, lăn ba di bộ ha. Ui, có chừng, hên quá, không trúng, không trúng. Ừ, cái này có thể trúng á, có chừng. Tiếp tục. Đổi góc, ủa? Nó ngẫm mày hả? À, mình bắn headshot nó rồi các bạn ơi. Yes, ui da. Ui ui. Nhưng mà bọn chúng đánh đầu á. Mình sắp không ổn rồi. Bây giờ bọn chúng mạnh cực kỳ luôn á. Đánh mình có một hai cái là mình. Ấy da. À. Đó các bạn thấy không? Cực mạnh luôn. Eo ơi. Không ổn rồi, không ổn rồi. Cái này mình phải chạy chạy trốn thôi. Ui da, còn bị trọng thương nữa. Ui. Con này đi chỗ khác đi. Ok, vô đất liền các bạn ơi.
Ở dưới nước một hồi là mình đi thiệt đó. À. Chạy. Lăn ba di bộ. À. Nhào lộn các thứ. Ok. Tạm thời an toàn. Oh no. Tại sao hôm nay sớm giờ mình không có khoảng nghỉ luôn á? Tự tình nó lại ra nông nổi như vậy. Còn phải rét đi chỗ khác. Ở đây lên làm gì? Định làm gì? Đi chỗ khác liền. Quần khốn kiếp. Định lên đây làm gì? Cho người ăn chùy nè. Láo nháo. Cho người ăn chùy tiếp. Xác định người rồi. Đi chỗ khác. Con nhầy nhá nhiên. Ây trụi nó nổ. À, gặp con nhầy nữa chứ. Trời luôn. Vậy là bây giờ mình lại vô gia cư các bạn à. Hên, các bạn biết sao không? Ngựa mình đã để ẻm một nơi rất là xa rồi, nên là bây giờ ẻm sẽ an toàn hơn so với mình á. Mình phải ráng sống sót rồi có gì. Cũng may em ngựa về để sống chung với mình đó các bạn. Cứ như vậy hoài thì không ổn đâu. Yêu ơi, ui dạ, cái con này nó móc móc mình vô. Chơi mà móc móc hoài. À. Ăn vô. Giờ mặc dù hơi cay nhưng mà cũng phải no bụng các bạn. Gì đây? Gì vậy ní? Ăn thêm bánh mì, đánh nhanh nè. Bánh mì sức mạnh. Bộ giáp của mình đã bị bể cái ủng rồi các bạn. What? Nó bể hồi nào mình không hay luôn. Hèn gì mình yếu hơn hồi nãy. À, bảo sao? Ôi trời ơi, ở đây nhà ai vậy? Dân làng. Cứu tôi dân làng ơi. Cứu mang tôi với. Yêu ơi. Trong đây sao vắng tanh như chùa bà đánh vậy? Thôi, có cái giường đúng không? Mình ngủ đi. Và để tránh báo làng thì chắc mình sẽ dọt đi. Để dân làng ở đây một mình ha. Oh no. Mình nghĩ là mình nên trở lại cái ngôi nhà của mình các bạn, coi tình hình như thế nào. Ôi trời. Hả? Cái gì mà nó đâm đau ghê vậy? Nửa cái máu trong một đòn đánh thôi. Giờ mình mà bất cẩn là mình sẽ đi liền luôn các bạn à. Đi ngay lập tức luôn á, không đùa đâu. Đây nữa nè. Nửa cây máu. Oh my gosh. Vẫn chưa phải những con mạnh nhất đâu mà nó đã khủng như vậy rồi. Ui dồi. Rén nha. Mọi khi là mình sung lắm, mà bữa nay là mình bị rén á các bạn à. Với lượng giáp như vậy thì sao mà mình dám trở về đây. Đi về mà không khác gì nộp mạng cho bọn chúng luôn á các bạn à. Kìa, nó dí nữa kìa. Ui da. Ha ha. Nó biết đúng lúc mình đang yếu các bạn à, nên con nào cũng gây sức dí mình hết. Sao lúc ta mạnh các ngươi không vậy đi? Lúc ta xa cơ thất thế các ngươi vậy? Hả? Hay thật. Kìa. Nó không tha mình luôn các bạn. Các ngươi khá lắm. Rồi sẽ có ngày ta cho các ngươi biết tay. Nổ đi cái con kia. Nó gình nó nổ mình các bạn. Nó muốn đồng quy vô tận với mình hay sao á? Con này chơi chiến thuật lầy thì chứ. Định đồng quy vô tận á? Đâu dễ. Đi vô khác mà đồng quy vô tận. Không tiếp các ngươi. À một cái nữa, một chùy nữa thôi các bạn. Này thì con phải rét khốn kiếp. Ok. Còn mấy con này lỡ đây. Cho ăn chùy tiếp. Ê nó nổ. Ui dồi ôi. Mình vẫn ổn. Không sao hết. Hơi mất máu nhiều xíu các bạn, mà ít ra mình vẫn có thể chiến đấu với bọn chúng được. Ui. Ui no, không chiến đấu được nữa rồi. Mình đói rồi. Không có nhào lộn được luôn. Ăn vô vô. Ui da. Ai. Ui. Thôi. Như vậy chắc là mình sẽ tạm thời bỏ xứ ra đi một thời gian các bạn. Lập nghiệp lại. Rồi sau đó mình sẽ trở lại ha. Chắc chắn luôn. Cái tình hình như vậy, mình mà chạy cối trở về thì chúng ta sẽ kết thúc hành trình này sớm đó các bạn ạ. Mình tính hôm nay á, mình làm xong cái căn cứ trên trời á, xong rồi mình sẽ đi tìm cái cục DCO các bạn. Nhưng mà bây giờ thì không có làm căn cứ được nữa rồi. Đi về là nộp mạng đó. Chắc là chúng ta vừa đi cày lại đồ và vừa tìm DCO luôn á. À, tất cả là cũng tại những con quái vật nhiễm nấm ký sinh. Mình thù bọn chúng. Mình mà mạnh á là mình sẽ nhét lựu đạn vô mồm bọn chúng liền. Cay thế nhờ. 3 days later. Để khởi nghiệp lại từ đầu, mình nghĩ việc đơn giản nhất mà chúng ta có thể làm đó chính là đi cày lại tài nguyên các bạn. Cụ thể hơn là sắt vàng kim cương các thứ á.
Nãy giờ mình ngồi ở đây mình lủi thủi mình đào được mớ vàng từ cái cây vàng ở đây, cũng như một ít kim cương ở dưới ha. Và đồng thời hình như bọn chúng cũng dí theo mình xuống dưới đây các bạn. Còn tiến hóa đùng đùng. Ây, nửa cây mau, một cú đánh thôi hả? Này đi thằng ơi, bây giờ bọn chúng tiến hóa kiểu gì mà mạnh cực kỳ luôn á các bạn ơi. Mình muốn giáp lá cà cho bọn chúng nhưng mà mình nghĩ hơi khó nha, nhất là cái con gai á, mình thấy nó phản đam lại gắt ghê luôn. Thử coi. Ơ thấy không, mình đánh nó một cái là mình bị mất nửa cái máu đó các bạn ơi. Đánh đấm gì nữa. Yêu. Gặp con gai thì chúng ta nên đổi vũ khí khác mà đánh đó các bạn, để tránh trường hợp tự rước họa vào thân á. Cẩn thận, cẩn thận. Còn mấy con khác thì chưa lén luôn, không có sợ con nào hết á. Chỉ sợ đúng cái con gai thôi. Yêu. Hôm nay là một ngày buồn đối với mình các bạn ơi. Cực buồn luôn. Bây giờ cái gì? Ui da, cái con nào mà nó, trời ơi, nó gây hiệu ứng siêu bất lợi lên mình luôn, tuột máu không phanh. Ui sao nó giống như nó sắp dí mình tới cùng vậy. Nhưng mà được cái á, cái hang mà mình tìm á các bạn, nó quá trời kim cương như này luôn nè. Ok ok, chạy lên chạy lên, để cho nó dí mình đi. Mình chỉ cắm đầu mình chạy thôi. Góc nào phản đam được thì mình quay lại phản đam sao hết. Giờ ưu tiên hàng đầu của mình là cày khoáng sản chứ không phải là chiến đấu với bọn chúng đâu. À, mình cũng đang tích góp lại đồ các bạn, để có gì mình chế tạo lại cái ủng và full lại cái set đồ living của mình ha. Set đồ của mình chiến đấu nãy giờ nó cũng sắp hỏng tới nơi rồi nè. Mình càng chiến đấu thì càng dễ mất hết giáp thôi. Mà trong đây mất hết giáp là coi như mình toi đời đó các bạn, nên là mình phải càng để ý hơn nữa. Ê, ồ có đậm nữa nè. Ngon, lấy luôn. Giờ khoáng sản là mình lụm hết, không chừa cái gì luôn á. Ủa đây là cái nhà của ai vậy? Ui, cứu bây giờ. Trời, có mấy dân làng sợ quá, núp trong góc kìa. Không sao, tôi cứu bác, đừng sợ. Bác có khoáng sản thì bác cho tôi là được. Cách enchant. Gì đây? Đi chỗ khác đi. Ui, trong này quá trời sách luôn các bạn ơi. Có lý, có lý. Ê, ê, ê. Ui, đi vô đây nữa ông thần. Lụm sách cất vô liền, còn gì khác không? Punch Impaling. Ê ê. Hả? Gì đây? Gì vậy fan? Định vô đây săn mình luôn. Ê, cái bác dân làng nãy đâu rồi? Hình như bác ấy bị bọn này ăn thịt rồi các bạn ơi. Ui không, tôi đã không cứu được dân làng rồi. Xin lỗi dân làng, mình tệ quá các bạn ơi. Mình không cứu được cái người dân làng vô tội đó rồi. Hey, cũng có trách, giờ thân mình còn lo chưa xong, lấy gì lo cho người khác. Hey. Còn cái nhà bên này thì sao? Tôi giống như nhà thợ rèn vậy. Có đồ gì không? Trời ơi, đây là nhà của người cắt lông cù rồi các bạn ơi. Tôi có được một viên ngọc lục bảo nè. Thôi, tạm được. Ở nhà mình á, có cái rương chứa những cái quyển sách cũng khá ngon. Trong đó có quyển sách sửa chữa luôn. Khi nào mà mình cần á, thì có thể là mình sẽ làm liều trở lại nhà một chuyến để chúng ta lấy cái quyển sách sửa chữa đó ha. Còn bây giờ thì có vẻ là mình vẫn chưa cần tới các bạn ơi. Chỉ hơi tiếc là trong đó có một cái phôi netherite. Mình rất là khó khăn để lấy được cái phôi netherite đó, nhưng mà giờ mất luôn rồi. Trời ơi, sau này nó rất là quan trọng luôn á. Nhưng mà đành chịu thôi các bạn. Quá là xui trong ngày hôm nay á. Hy vọng sau những ngày xui như vậy mình sẽ gỡ gạc lại bằng những cái ngày siêu may mắn và liên tục trở nên mạnh hơn. Ôi trời. Đây nè. Chưa gì là thấy may mắn rồi nè. Gặp kim cương ngay dưới chân luôn. Quá ngon. Còn thêm kim cương không? Kim cương đâu không thấy, sao toàn thấy quái vật nhiễm nấm ký sinh không vậy? Yêu. Vậy là hên chưa vậy? Tới khúc hên chưa? Alo. Khó chịu vô cùng, khó chịu vô cùng. Tại sao mình lại liên tục gặp chuyện xui rủi như vậy? Ê, không không, cũng đỡ rồi đó. Bắt đầu đỡ đỡ rồi đó các bạn ơi. Ồ, tôi cần nhiều sự may mắn hơn nữa. Please. Ây da, sao trong đây nhiều con gai vậy ta? Mình không thích đánh nhau với con này xíu nào hết á. Không biết sau này mình có vũ khí nào để khắc chế con gai không nhờ. Chứ nó bá đạo như vậy thì mình nghĩ là nó là con khó chịu bậc nhất trong đây luôn các bạn ơi. Kiểu đánh nó thì không được, mà không đánh nó thì cũng không được. Ây, giờ chỉ còn nước là chạy thôi á. Ừ.
tránh tiếp xúc với nó ha. Ôi, đằng kia còn kim cương nữa cơ. Cũng ok. Ủa được mấy viên vậy trời? Tôi gớt cái đội xuống. Ồ, như được 2 viên hay sao các bạn à? Nãy giờ mình đào cũng gần nửa stack kim cương rồi đó. Có lý nha. Ủa cái quặng kia là quặng gì vậy? Ê. Ồ, titanium. Cũng ok. Quặng này cũng khá là ngon cho mình đó các bạn. Sau này mình sẽ nâng cấp những hệ thống phòng thủ rồi ha. Kim cương nữa nè. Yes. Phải vậy chứ, phải vậy chứ. Đằng kia là một cái mỏ vàng. Và kim cương nữa. Đi rồi, đi rồi. Mặc dù mình bắt đầu lại từ tay trắng nhưng mà ít ra nhân phẩm của mình hôm nay cũng không tới nỗi tệ hết các bạn. Mình đã có được một số lượng kim cương dự trữ ban đầu rồi đó. Dạ, 40 mấy viên rồi. Có lý. Cứ tiếp tục như vậy thì sẽ sớm thôi. Mình sẽ comeback và trở nên mạnh lại như cũ thôi à. Các bạn yên tâm, mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Bao nhiêu hành mà bọn chúng bán cho mình nhớ hết. Lúc mà mình ở cương vị khác, mình sẽ quay lại và trả thù hết các bạn à. Nhưng mà khoan, bên đây là khu vực gì vậy? Giống như ngôi làng vậy đó. Ừ, một ngôi làng ở dưới lòng đất các bạn. Chắc lại là đi trốn nấm ký sinh giống mình nè. Ui, có dân làng còn đang ngủ nữa nè. Chiêu vậy? Không như mình. Đến giờ vẫn đi cày cuốc các bạn à. Rồi, sẵn tiện xin ít kiện rơm của dân làng luôn á. Và nghĩa thử coi coi. Ủa, chỗ trong làng cũng có kim cương nữa nè. Wow. Kèo lên và đào thôi các bạn. Đấy, được bao nhiêu? 6 viên. Tương đối ổn. Thôi, mình cũng không ở trong ngôi làng này quá lâu ha. Mình cần phải đi tiếp các bạn. Tại vì trong này ở một khu vực quá lâu rất là nguy hiểm luôn. Bọn chúng có thể đánh hơi ra mình và truy tìm mình á. Ôi, đây là công trình gì á? Ồ, ê, công trình này có kim cương. Ôi, đồ nâng cấp nữa nè. Nâng cấp ba lô các bạn. Tại vì mình đã từng loot một công trình giống như vậy một lần rồi. Theo như mình nhớ là có quặng kim cương này nè. Chính xác. Ừ, nhưng mà hơi nhiều quái nha. Rất nhiều quái luôn á. Mình phải cẩn thận mới được. Thôi thôi thôi. Lấy kim cương. Vàng. Redstone. Sắt. Rồi, giọt thôi. Kim góc giọt, kim góc giọt. Ui, đằng kia còn kim cương nữa cơ. Ây da. Hôm nay là mình làm liều rồi các bạn. Bao nhiêu mình cũng gán hết á. Ok. Lấy hết luôn. Ui, có bảy, có chừng. Chạy đi phù thủy. Oh my gosh. Ui, mình sắp không ổn rồi các bạn ơi. Mình đang cực kỳ yếu rồi. Yêu nô. Ăn vô. Nóc thêm vài cái bánh mì đó. À, định như nào? Định chọi ai hả? Chọi ai? Rồi, mình đã lấy được những thứ mình cần rồi, xác định rồi. Lũ đạn nạp vô. Ăn lũ đạn đi. Chọi thuốc hả? Chọi thuốc với chọi lũ đạn coi cái nào mạnh hơn. Kìa, nhầm người rồi đó. Nữa nè. Gặm lũ đạn đỡ đi. Ui da. Ui, chơi mà chơi chọi thuốc độc. Mày đi chứ. Mũ phù thủy này. Đi xuống dưới liền. Ok, đập spawner các bạn. Để ngồi là mệt đó. Ê, tính ra mình xuống đây á. Mặc dù hơi ăn hành từ bọn phù thủy thôi. Ê, từ bơm. Nhưng mà được cái, mình đỡ gặp bọn quái vật nhiễm nấm ký sinh hơn hẳn luôn á. Kệ. Ta ăn hành từ bọn này, mình còn thấy bán hành lại cho bọn chúng được. Chứ giai đoạn này mình ăn hành bọn quái vật nhiễm nấm ký sinh là mình không có bán hành ngược lại các bạn. Cay lắm. Ok, ở đây có một mẫu vàng bự quá nè. Đập luôn. Trong thùng không biết có dấu gì không nữa. À, thùng đó là thùng trang trí thôi các bạn. Rương này. Ui, rương có kim cương. Ổn kim cương luôn nè. Được rồi ta. Đúng lúc đang thiếu luôn á. Đang bị ổn kim cương luôn. Ui da, mình đi trúng ngay chỗ 7 rồi. Ui. Oh my gosh. Báo thủ chính hiệu luôn á. Ê, gặp kim cương luôn nè. Ngon. Thôi đủ rồi. Vét được cái đống đồ ngon trong cái công trình đó mình thấy cũng ổn áp rồi các bạn. Chạy thôi. Thêm cái ba lô kim cương nữa nè. Tuyệt là vời. Mình lên ngay cái cánh rừng gỗ sồi sảm. Ê. Và cũng có quái vật nhiễm nấm ký sinh kế bên. Bọn chúng vẫn không tha cho mình các bạn. Ê, bọn chúng còn vào làng lấy dịch bệnh nữa. Trời ơi. Cái quân ác ôm này. Ây da. Ui, không ổn.
giữ khoảng cách an toàn. Ui da, cái tên này bự con quá các bạn ơi. Nó tính khô máu như mình hay sao á. Vô đây. Lụm con kẹo nó liền. Ê con gái, có chân. Không đuổi con gái được. Cho nó ăn lựu đạn đi, con gái là nó ăn lựu đạn mới vừa các bạn. Chứ mấy cái khác là không xi nhê nó đâu. Ủa, cho nó ăn lựu đạn mà mình cũng bị nhận đam ngược lên nữa nè. Khó chịu vô cùng, khó chịu vô cùng. Bực thế. Vậy là mình không cứu làng được rồi. Làng ơi, tự xử nha. Ây da, gồi luôn rồi. Nó thấy mồi gấp đường rồi. Ôi dồi. Ok, thấy đường gấp mồi lại rồi các bạn. Tình luôn á. Ok, mấy bác này tạm thời vẫn an toàn thôi. Mấy bác chạy đi. Hoặc là vô nhà núp đi. Đừng có ở ngoài nữa, chạy đi. Tôi rung chuông tới vậy rồi đó. Kìa, nó tới kìa. Đừng có dí dân làng. Cái tên kia, ấy. Đúng rồi, mình sẽ gây sự chú ý á. Hy vọng dân làng sẽ chạy kịp. Chạy đi bé, đừng qua đây. Trời ơi, mình giữ khoảng cách. Mặc dù mình đánh không lại nhưng mà mình sẽ gán đẩy lùi nó ra. Ok, chạy đi. Trời ơi, tôi tức cái bé đó. Thôi. Mình cứu như vậy rồi đó. Còn lại dân làng tự xử nha. Good luck dân làng. Chúc may mắn. Tôi đi trước đây. Muốn làm người tốt nhưng mà cũng khó lắm các bạn à. Ê, cái giáp mình sắp hư hết trơn rồi. Ôi không. Mình phải cất cái giáp mình vô liền. Có gì còn sửa được. Eo, tại bộ giáp mình cần thời gian để hồi phục lại các bạn à. Chắc là bây giờ mình sẽ tìm cái góc nào đó. Mình chế tạo một bộ giáp kim cương. Tốc độ. Mình cần một cái bạn chế tạo xuống. Sau đó thì lấy kim cương nãy giờ mình cày được nè. Làm liền một set giáp ha. Độ nào. Rồi, ok. Mặc vô. Không sao. Mặc dù nó không xịn bằng cái giáp cũ của mình, nhưng mà ít ra nó cũng đỡ hơn là không có giáp các bạn. Ây da. Tên này. Ui. À, bình thường cái tên này á, mình đánh mình không có ngán đâu, nhưng mà này mình yếu quá à. Ý là có cái chùy mạnh này đó, mà còn vất vả lắm thì mới hạ được nó các bạn. Nice. Ui, ở đây có đường thủy. Không ổn rồi, chắc mình phải chặt một cái cây. Sau đó chúng ta đóng một con thuyền và ra khơi ha. Chứ đi bộ như vậy, gặp bọn chúng một hồi bọn chúng úp sọt á, lỡ xui gũi vô đường cùng chạy không kịp là xác định luôn. Chấm dứt hành trình quan uổng á. Mình không muốn như vậy đâu. Đặt cái bạn chế tạo xuống. Chế cái thuyền lẹ. Ok. Giọt thôi các bạn ơi. Hehe. Ôi trời. Trời, có mấy tên mặc giáp mà nó còn tàn hình nữa kìa. À, các người xuống nước rồi, các người xác định như ta. Ê, nó tiến hóa. Trời, nó xuống nước xong nó tiến hóa luôn rồi kìa. Yêu. Trên lưng nó còn có mấy cái nấm nữa kìa các bạn. Thiệt tên. Thôi, giọt. Ôi, ai. À, cái con Phares. Đội đùa. Ây da, trời, cô dứt xuất hiện như mai nó. Tuổi gì mà đòi đua với mình. Trời ơi, liêu cái tên 300 gì. Có ngon xuống nghe, bê đua với tôi nè. Trời, chơi bye bye. Ê. Đố anh bắt được em. Úi xài. Ừ, tưởng thế nào. Mình kinh nghiệm. Ê, trời ơi, xe bay này. Kinh nghiệm chèo xuồng chạy trốn mình thôi bây giờ. Úi xài. Khó chịu vô cùng. Nó chóng mặt rồi các bạn. Đã tới lúc để mình. Đã đủ. Lời đây. Rồi thích gì vô đấy. Ui dạ. Thích gì vô đây. À. Nó cũng ghê phết. Ui con này cũng ghê phết các bạn. Chắc là nó cay cú rồi đó. Cay cú thì sao. Cay cú thì cũng ăn chùy thôi. Dạ. Hơi thốn xíu. Phải dùng thế thôi các bạn. Mình ở thấp dưới nước vậy. Đánh nó thì nó sẽ không tấn công mình được. Ê, nó chơi tuyệt chiêu nổ kìa các bạn. Kỳ ní. Chơi cây cú rồi phát nổ à. Này thì chơi phát nổ hả. Ngẫm cụ tỏi liền. Thiệt tình luôn á. Bữa nay bọn quái vật nhiễm nấm ký sinh có dịp để bán hành cho mình lại rồi các bạn. Chắc bọn chúng hả hê lắm. Ủa mà quên. Tính ra có khi nào mà bọn chúng không bán hành cho mình đâu ta. Ừ ha. Ủa mà trong kia có cái công trình gì nhìn bự lắm các bạn. Ê khả nghi nha. Mà trước mắt hết để mình qua đây cái đã. Tại mình thấy có công trình hình con giám hộ nè. Rất là nổi bật luôn á. Kéo qua thử các bạn. Dù ổn mình làm căn cứ luôn. Ừ. Mình đang vô gia cư. Ê.
Nhưng mà mình nghe tiếng mấy cái con giám hộ trong các bạn ơi. Không biết ổn hay không đây. Từ từ. Có lối vô không vậy? Không có, tự tạo. Đào vô đi. Ok. Hello. Ê, có con kìa. Yêu. Trời ơi, đồ đấy bèo vậy. Ây da. Trời ơi. Phải đồ nó vào thì đỡ không nói. Ôi ôi, ra biển tiếp đi. Và vẫn như bao lần trước ha. Mỗi lần mình ra biển thì cảm giác rất là ít quái vật nhiễm nấm ký sinh các bạn ạ. Cực kỳ chill luôn. Thế nhưng một khoảng thời gian sau thôi, các bạn thấy đó, nó xuất hiện là xuất hiện thẳng trong nhà mình luôn rồi các bạn. Cho cẩn thận ha. Nên là cái nào cũng có cái giá của nó các bạn ạ. Trong này thì ồ, có bản đồ các thứ nè. Wow. Được cái ta. Chắc là trong quá trình đi cày cuốc lại, mình sẽ đi săn bản đồ kho báu các thứ đồ ha. Hy vọng là chúng ta sẽ cài kiếm lại một ít đồ. Ngon ngon thì càng tốt. Rồi, và tạm thời thì hôm nay chắc mình sẽ dừng chân tại cái ngôi đền bị nhấn chìm dưới đáy biển này ha. Hy vọng là mình sẽ sớm có lại cái set đồ living của mình. Nhất là cái ổn, mình cần phải chế tạo lại cái ổn mới để full set đồ, từ đó lấy lại sức mạnh, trở lại, trả lại mối thù cho bọn chúng đã dám cướp căn cứ của mình. Ây, hôm nay Lộc thất thủ rồi các bạn ạ. Và cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong một ngày ăn hành cực mạnh. Hy vọng những ngày sau chúng ta sẽ bớt ăn hành lại. Và bạn nào có nhu cầu mặc Roblox, Lockroot cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop thì ở phần bình luận của video. Còn bây giờ thì Lộc phải đi làm giấc đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.